Thưa quý vị, thưa các bạn, 2 năm trước thì trong những ngày mùa hè, người dân vùng phía Tây của thủ đô Hà Nội vui mừng trước thông tin là một công viên nước mới được mang tên là công viên Thanh Hà sẽ được khánh thành, thì qua đó tạo thêm nơi vui chơi cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, niềm vui này lại ngắn chẳng tài gan. Sau nhiều sự cố từ khi mở cửa cho đến nay thì công viên đã phải đóng cửa vô thời hạn và mới đây thì đã bị giải tỏa. Dạ vâng, nếu nhìn những cái hình ảnh sau đây thì chắc hẳn là quý vị và chúng tôi sẽ đều cảm thấy xót xa khi một công trình hơn 200 tỷ đồng bị cưỡng chế và phá dỡ thành đống sắt vụn. Doanh nghiệp thì có những sai sót trong quá trình xin cấp phép và còn xử lý của cơ quan chức năng thì như thế nào? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là những hình ảnh của công viên nước Thanh Hà khi đang hoạt động. Còn đây là hình ảnh sau khi bị cưỡng chế, các hạng mục vui chơi giải trí bị phá hủy. Nhớ lại hình ảnh cách đây một năm khi công viên này được kỳ vọng là một điểm vui chơi hấp dẫn cho người dân các khu đô thị phía Tây Hà Nội thì nhiều người không khỏi xót xa. Không cấm từ đầu thì đáng nhẽ phải cho người ta vào làm đúng chứ. Thế là anh thấy tiếc quá. Bởi vì cái này là nếu không gì thì người ta cho thu hồi vào khoảng 3 năm hay 5 năm xong rồi mình cho vào công trình phúc lợi của nhà nước thì đẹp hơn. Chứ để thế này thì nó phí quá, đập tan tành rồi. Công viên này được xây dựng và sau khoảng 3 tháng khánh thành đã có 2 trường hợp tử vong do đuối nước. Sau đó các cơ quan chức năng mới vào cuộc kiểm tra và xác định chủ đầu tư chưa thực hiện việc xin giấy phép xây dựng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông yêu cầu chủ đầu tư dừng khai thác, sử dụng để chờ xử lý. Đến ngày 15-16 tháng 1 năm 2020, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội triển khai kế hoạch tháo dỡ toàn bộ các công trình theo quyết định số 5059 của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư công trình là công ty Cienco 5 về hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Tại cuộc giao ban thành ủy mới đây, đại diện chính quyền địa phương cho biết 19 hạng mục công trình thuộc cái dự án công viên nước Thanh Hà là các hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng đã có cái thời hạn để cho chủ đầu tư tự giác tháo dỡ và chủ tư cũng đã có cái văn bản xin tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên thì quá trình gặp gỡ đôn đốc của lãnh đạo quận, doanh nghiệp cũng không thực hiện cái công tác mà tự giác tháo dỡ. Theo các văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc cấp giấy phép xây dựng, khi chủ đầu tư xin cấp phép nếu chưa đủ điều kiện theo quy định thì chính quyền các ban ngành phải có văn bản hướng dẫn đầy đủ một lần cho chủ đầu tư biết để thực hiện. Do đó theo các chuyên gia, lỗi lớn vẫn thuộc về chủ đầu tư, nhưng để xảy ra sự việc nghiêm trọng sau đó có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi cho là rất là phản cảm đối với doanh nghiệp. Tại vì người ta đã đầu tư rồi, anh không có ý kiến gì. Chủ đầu tư thì rõ ràng có lợi là người ta làm. Nhưng mà khi người ta làm rồi, bây giờ anh lại phá dỡ thì rõ ràng là một cái lãng phí vô cùng cho, không phải là doanh nghiệp nữa mà lãng phí cho xã hội. Một công trình xây trên diện tích 300 hectare được dựng lên thì không thể nói chính quyền không hay biết. Nhưng để đến khi xảy ra sự cố mới bắt đầu vào xử lý thì hậu quả là thiệt hại về tài sản từ nguồn đầu tư xã hội hơn 200 tỷ đồng. Đây phải chăng là một bất cập trong công tác quản lý với nhiều dự án công trình hiện nay? Luật thì nói rằng là phá dỡ công trình, nhưng cái nghị định xử lý vi phạm hành chính thì lại nói rằng tháo dỡ công trình. Hai cái từ ngữ này nó có tính chất quyết định là ứng xử thế nào. Chính quyền phải thực hiện theo cái cách tháo dỡ, tức là dỡ ra để tận dụng được những cái nguyên vật liệu, những cái chi tiết máy móc, cái thiết bị, tránh cái thiệt hại, chứ không thể phá, không phải đập phá, không phải phá hoại, không phải phá hủy công trình như đã diễn ra tan nát hết, mất hàng trăm tỷ. Mà nhất là lại vào cái dịp cận Tết thì chính quyền không việc gì phải cấp bách, phải vội vàng để làm cái việc như vậy, nó không giải quyết cái gì cả. Một công trình mang tính phúc lợi không ảnh hưởng tới quy hoạch nhưng vẫn bị kiên quyết phá dỡ bởi sai sót của chủ đầu tư. Chính phủ luôn kiên định với mục tiêu kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp. Nhưng trong trường hợp này, mục tiêu kiến tạo dường như vẫn rất xa vời. Còn đồng hành thì rõ là không khi doanh nghiệp thư kiện chính quyền cơ sở đến các cơ quan chức năng.